thầm. Trước là thiên binh, nàng là giỏi tiên cầm, nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần nàng nó nương tử. Cũng chẳng giấu gì ta đã biết cái tâm thư, kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Biết lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Bỗng thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng người xa lại tự giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc binh ta cũng là trai tân, kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu chốn thiên bồng, lục tìm ai khiến ta vương tình à? Hỡi thế thái nhân gian luôn ngồi ai ơi.